Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Nhậu Ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món canh bí đỏ nấu với tôm. Một món ngon, rất là dễ làm và rất là bổ dưỡng. Và đây là các miếng bí đỏ mình đã gọt sạch rồi. Mình sẽ sắt ra khoảng hơn 100g tôm mình cũng làm sạch rồi. Các cọng hành lá, các tép tỏi, gia vị thì gồm có bột ngọt, bột niêm, muối, đường và nước mắm. Các nguyên liệu và gia vị thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ cho các gia vị vào trong cái dĩa tôm. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột niêm, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng hơn nửa muỗng cà phê đường cát. Nước mắm thì mình cho khoảng một muỗng nước mắm nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị nó thấm đều vào các con tôm. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình nấu. Tại vì mình để hơi lâu một tí cho các gia vị nó càng thấm sâu vào trong các con tôm. Hiện hồi mình nấu nó sẽ càng đậm đà và rất là ngon. Và trong cái thời gian chờ đợi các gia vị thấm vào con tôm thì mình sẽ sắt các cọng hành lá. Để khi nào mà canh bí đỏ nấu với tôm chín thì mình sẽ cho hành lá vào cho nó thơm và ngon. Củ hành và các tép tỏi thì mình cũng đập cho dập dập. Rồi sau đó mình băm cho thật là nhuyễn luôn để hồi mình phi trước khi mình nấu cho nó thơm và nó ngon. Cắt khúc bí đỏ thì mình cũng sắt ra khoảng 2 đến 3 phân nghe quý vị. Mình sắt sao cho nó vừa ăn. Tương tự thì các miếng bí đỏ khác mình cũng sắt như vậy luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho mỡ vào. Khi nào mà mỡ nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi nghe quý vị. Có tỏi và hành tím nhiều vì nó rất là thơm. Hồi mình nấu canh bí đỏ với tôm nó sẽ rất là ngon. Mình phi cho nó vừa vàng là được rồi nghe quý vị. Và sau một hồi phi thì tỏi và hành tím cũng vừa vàng rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho tôm vào, mình xào cho tôm nó săn lại nghe quý vị. Nó vừa hết cái màu trắng trắng của tôm là được rồi. Mình xào trước rồi mình nấu nó sẽ rất là ngon và rất là đậm đà. Và cái thời gian mà mình xào cái tôm đó quý vị cũng khoảng 2-3 phút là được rồi nghe quý vị. Nó hết màu trắng trắng của con tôm là được rồi. Nó vừa vàng lên là được rồi, đỏ đỏ vàng vàng lên. Rồi mình sẽ cho nước lọc vào. Mình cho khoảng hơn nửa lít nước nha quý vị. Và cũng tùy theo gia đình mình. Nếu mình ăn súp nhiều thì có thể mình cho nước lọc vào nhiều. Nếu mình ăn ít thì mình cho ít hơn. Như nhà mình thì cho khoảng hơn nửa lít nước lọc là cũng vừa nha quý vị. Thì sau đó mình đảo đều lên. Và mình tiếp tục nấu. Và sau khi nấu một hồi cũng đã sôi ùn ụt lên rồi thì mình sẽ cho bí đỏ vào. Mình nấu và trong cái thời gian nấu thì mình cũng nêm nếm lại nha quý vị. Sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị của mỗi gia đình mình. Và trong cái lúc nấu nó
nó có cái phần bọt bọt nổi lên đó quý vị, mình vớt bỏ đi nha quý vị. Tại vì những cái phần bọt này ăn không có tốt cho sức khỏe cho nên mình vớt bỏ hết luôn. Canh bí đỏ nấu với tôm thì cũng rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Món này các bé thì rất là ưa chuộng luôn và rất là thích luôn. Và người lớn ăn thì cũng rất là tốt cho sức khỏe nha quý vị. Đó, sau một hồi nấu thì canh bí đỏ nấu tôm cũng đã chín rồi. Mình tắt lửa. Rồi sau đó mình sẽ cho các cọng hành lá mình sắc nhỏ đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Và chuẩn bị mình múc ra tô để mình dùng trong bữa cơm gia đình. Món canh bí đỏ nấu tôm này mình ăn với cơm trắng nè, có một nồi thịt kho hay là cá kho nữa thì rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị. Canh bí đỏ nấu tôm rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Một món ngon rất là dễ làm và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Nhậu Ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.